Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín vì sợ người Do Thái. Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói: Bình an cho các con. Khi nói điều đó, người cho các ông xem tay và cạnh sườn người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: Bình an cho các con. Như cha đã sai thầy, thầy cũng sai các con. Nói thế rồi, người thổi hơi và phán bảo các ông: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, dù khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển, con người sản xuất được nhiều của cải vật chất hơn, đời sống vật chất con người ngày càng tiện nghi hơn. Thế nhưng một thực tế phũ phàng là đời sống tinh thần của con người không vì thế mà được cải thiện. Con người ngày nay vẫn phải sống trong quá nhiều nguy cơ dẫn đến lo lắng và bất an. Tỷ lệ trẻ em ăn chơi bê tha lêu lỏng phạm pháp tăng rất nhanh. Tệ nạn xã hội, lừa gạt, cướp bóc ngày càng biến tướng với nhiều hình thức. Nạn mại dâm, rồi quan hệ tình dục trước hôn nhân, phá thai nơi các em học sinh cấp 3 và đại học tăng lên đến mức ngạc nhiên, đặc biệt là tại Việt Nam, đã lên đến mức báo động đỏ. Rồi tình trạng nghèo túng, thất nghiệp, thất vọng cũng làm cho số người tự tử cũng tăng đáng kể. Nỗi lo âu, căng thẳng trong nền kinh tế thị trường đầy ganh đua và trong cơn khủng hoảng kinh tế hiện nay cũng làm cho số người bị chứng trầm cảm, stress cũng nhiều. Không lạ gì khi nghe thống kê của Trung tâm Dịch tễ học về trầm cảm thì có tới 30% người làm việc trong các điều kiện khó khăn ở tuổi trung niên mắc chứng bệnh trầm cảm. Rồi các bệnh viện ở Việt Nam, theo thống kê, thì hầu hết đều quá tải. Tất cả là do số người bị bệnh nan y, ung thư, do ăn uống, tai nạn hay do làm việc quá sức, tăng quá nhanh. Đứng trước một thực tế về môi trường xã hội mà mỗi người chúng ta đang sống hiện nay, làm sao chúng ta không khỏi lo âu và sợ sệt? Hôm nay là ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Chúa Thánh Thần là đấng an ủi, ban bình an và hướng dẫn mỗi người chúng ta qua những gian nan, lo lắng, sợ sệt trong cuộc đời. Các tông đồ cũng là những người đang từng người từng sống trong tình trạng lo âu sợ sệt như chúng ta hôm nay. Đặc biệt khi Chúa Giêsu chịu khổ nạn và chịu chết. Không có Chúa, các tông đồ không còn chỗ bám dựa về kinh tế, quyền lực, uy thế cũng mất, ánh hào quang bên tả bên hữu cũng tan biến. Rồi các ông còn lo sợ về chính mạng sống của mình nữa, vì sợ bị bắt, bị giết như thầy của mình. Trong ngập tràn nỗi lo sợ, các tông đồ trốn chui trốn nhủi, lo sợ phập phồng cho số phận hẩm hiu của mình. Nhưng khi các tông đồ nhận được Chúa Thánh Thần, đặc biệt là trong ngày lễ ngũ tuần, các tông đồ đã can đảm, hiên ngang tung cửa, đi vào dòng đời để rao giảng lời Chúa, dù biết rằng trong dòng đời đó có muôn ngàn hiểm nguy, bất hại sẽ xảy đến với các ông. Khi đã có Chúa Thánh Thần hướng dẫn trong mọi công việc, thì các ông không còn lo sợ gì nữa. Các ông sống kết hiệp với Chúa, làm mọi việc theo ý Chúa. Các ông chọn Chúa làm gia nghiệp vĩnh cửu cho mình, luôn cậy dựa vào sức mạnh của Chúa. Chính đức tin và niềm cậy trông vào Chúa đã giúp các tông đồ sống bình an và không còn lo sợ trong một thế giới có quá nhiều nguy hiểm. Cũng vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, ngày nay, trước muôn ngàn khó khăn, đau khổ và cám dỗ, mỗi ngày sống là một thách đố, thì chúng ta cũng hãy biết đón nhận Chúa Thánh Thần và để Ngài hướng dẫn chúng ta
như Ngài đã từng hướng dẫn các tông đồ khi xưa. Ngày nay, chúng ta vẫn không thể nào sống yên vui bình an được, chúng ta vẫn còn ngập tràn trong lo sợ, đó chính là vì chúng ta chưa tin tưởng vào Chúa, hay nói cách khác là chúng ta chưa để Chúa Thánh Thần ngự vào trong lòng mình, chưa để Chúa Thánh Thần hướng dẫn mình. Chúng ta, qua bí tích thêm sức, chúng ta cũng đã được Chúa Giêsu phục sinh ban trọn đầy Thánh Thần trên mỗi người chúng ta, như các tông đồ trong ngày lễ Cụ Tuần khi xưa. Chúng ta đã được Chúa Thánh Thần rồi, nhưng nhận hay không là chuyện của chúng ta. Đôi lúc Chúa ban cho chúng ta mà chúng ta đâu có chịu lãnh nhận, hay đã lãnh nhận rồi, chúng ta đâu có chịu để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Nếu chúng ta để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn trong mọi công việc, thì chúng ta sẽ chẳng còn phải lo sợ. Chúng ta nói, chúng ta cầu nguyện và cầu xin rất nhiều. Đúng, điều này đúng. Nhưng chúng ta chỉ cầu nguyện và cầu xin theo kiểu, xin cho ý con được thể hiện ở dưới đất cũng như trên trời. Chứ chúng ta đâu có dám để cho ý Chúa được thể hiện nơi mình. Đâu có dám để cho Chúa hướng dẫn chúng ta trong mọi công việc. Vì cầu nguyện chưa đủ để nghe tiếng Chúa, chưa đủ để nghe sự hướng dẫn của Chúa trong mọi công việc, và đặc biệt chưa dám đặt trọn niềm tin tưởng cậy dựa vào sức mạnh của Chúa và chưa dám làm theo ý Chúa, nên chúng ta cứ mãi lo lắng sợ sệt là chuyện bình thường. Theo Thánh Phaolô, thì những ai không biết để cho thần khí hướng dẫn mà lại để cho tà khí hướng dẫn, thì người đó sẽ phát sinh những hoa trái của tà khí, đó là dâm vô, ô uế, phóng đảng, thờ quấy, phù phép, hận thù, bất hòa, ganh tị, say sưa, chè chén, ghen tuông, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, và những điều giống như vậy. Còn ngược lại, những ai biết để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn, thì nơi người đó sẽ phát sinh hoa trái của Chúa Thánh Thần là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa và tiết độ. Trong ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống hôm nay, chúng ta hãy dọn lòng tha thiết, xin Chúa Thánh Thần ngự xuống và ở trong mỗi người chúng ta, để hướng dẫn mỗi người chúng ta qua những gian nguy trong cuộc sống, giúp chúng ta luôn được sống bình an, vui vẻ và hạnh phúc đời này và đời sau. Amen.